Và hôm nay shop VietFPT bên em sẽ hướng dẫn anh chị cài cái bộ phát wifi TP-Link phiên bản tiếng Trung. Đây là cái giao diện cuối cùng của nó. Ở bản là 2 dâu thì nó thường là V7. Còn 3 dâu TP-Link thì nó là V5, V6. Anh chị xem cái này ở dưới đáy. Đó, về chúng ta bắt đầu cài. Cái tên wifi là TP-Link EA23. Đấy. Bên em sẽ kết nối vào nó. Sau khi ấn vào kết nối thì nó không có mật khẩu. Ban đầu nó không có mật khẩu, nó dẫn luôn vào trang một trang trang cài đặt của nó. Thì bên em tạo cái mật khẩu mặc định là 1 đến 6. Điền cả hai dòng giống nhau. Sau đó ấn vào chữ màu vàng. Sau đó thì ấn tiếp vào chữ quan. Sang tiếp theo thì nó cho lựa chọn, ta ấn vào mũi tên này, lựa chọn dòng số 3. Xong ấn tiếp nút màu vàng. Đến bước này thì nó đang hỏi tên với mật khẩu wifi. Thì bên em tạo là test đi. Mật khẩu là 199 a còng, nhưng mọi khi bên em vẫn cài cho anh chị trước khi gửi đi, bên em đều cài cái mật khẩu này. Về nhà thì anh chị chỉ cần kết nối vào cái mật khẩu này để cài tiếp bước sau thôi. Đây. Đây là test này, 199 a còng này. Nó mất kết nối thì nó sẽ quay về. Nó quay về nó yêu cầu mình kết nối lại. Nó mình đổi tên mà. Thì bây giờ tắt đi bật lại để nó hiện ra tên mới này. Rồi. Tên là test, bên em ấn vào để điền mật khẩu nhé. 199 a còng. Không chạy a còng. Lưu. Rồi. Đấy, nó báo kết nối. Bây giờ chúng ta sẽ cài tiếp về màn hình chính để vào lại cái trang về cái màn hình đa nhiệm đi. Để vào cái trang cài đặt. Thì như bên em gửi đi là bên em đổi cái IP thành 30.1 cho anh chị, nhưng mà đây bọn em không, bọn em cài này, bọn em cài test nhanh mà em không đổi nhá. Đây là gõ là 1.1, mặc định của nó 1.1. Đấy, ăn mũi tên. Còn anh chị nào mới mua về thì bắt wifi xong vào hẳn IP 30.1 luôn. Còn đây bên em chỉ cài tắt bỏ qua cái bước đổi IP bởi vì nó thật sự không cần thiết. Rồi, sau khi vào được trang này thì ấn nút màu vàng to bên phía tay trái. Để về giao diện nó hỏi mật khẩu. Mật khẩu này gõ là 1 đến 6, lúc đó chúng ta tạo là 1 đến 6. Ấn chữ vàng. Để vào trong. Đó. Đây mới đến bước quan trọng này. Là chúng ta sẽ thực hiện cái chức năng kích sóng. Ấn vào ô vuông ở dưới cùng, ô vuông thứ ba màu xanh lá. Rồi, vào giao diện này ta chọn ô vuông thứ hai từ trên xuống, ấn vào cái chữ vàng. Đây này. Chọn ô vuông thứ hai. Đến đây vuốt sang một tí sẽ có cái nút màu vàng này, nút này nghĩa là dò sóng này. Đó, bắt đầu chúng ta dò sóng. Dò những cái sóng xung quanh để chúng ta thu. Anh chị biết mật khẩu của cái nào thì anh chị chọn cái đó. Như đây bên em sẽ chọn cái tầng 3 nhé. Đầu tiên sóng khỏe nhất. Chọn vào cái chấm tròn đầu tiên này. Nó sẽ hỏi mật khẩu của cái con tầng 3 này. Thì mình phải điền chính xác. Nếu mà có chữ thì anh chị phải điền đúng cả chữ viết hoa viết thường. Nhưng ở đây bọn em điền mật khẩu của chỉ có số thôi. Đó, điền xong thì ấn vào cái chữ màu vàng. Nó sẽ loát. Nó quét. Nó đang đồng bộ tín hiệu. Ở trường hợp này thì có thể là cái quá trình đồng bộ nó sẽ bị lỗi. Nếu mà đồng bộ thành công, nó sẽ sang cái bước sau, nó sẽ hỏi cái tên và mật khẩu mình muốn muốn dùng là gì. Nhưng ở đây nó đang báo là lỗi không thể đồng bộ được. Thì tức là mình sẽ phải bắt lại để cài tiếp. Nó bị ngắt kết nối sóng, nó chuyển sang cái sóng khác. Thì bây giờ mình sẽ phải quay ra về lại cái phần wifi để bắt lại cái sóng này để cài tiếp. Trong quá trình đồng bộ nó bị nhảy sang sóng khác. Đó, bây giờ ta bắt lại cái sóng test rồi, về màn hình đa nhiệm loát lại cái đoạn này, tải lại cái trang này đi, lại tải lại cái trang để vào trang cài đặt. Thì đến đây ta lại thao tác giống như vậy, vào đến cái ô vuông này, làm lại cái bước lúc nãy thôi. Đấy,
Thì lúc này nó đã qua được cái phần kia rồi. Nó cấp cho ta một cái IP 192.168.55 đây này, IP nhỏ nhỏ này. Thì anh chị phải ghi cái này lại để có thể sau này lại phải vào. Đấy, IP 55.101 này là IP để truy cập vào cái này. Đấy, sau đó ấn vào cái nút vàng bên tay phải. Đấy. Qua cái bước này thì nó sẽ hỏi là anh chị có muốn giữ nguyên cái tên sóng trùng với con gốc không? Tức là nó lặp lại sóng ấy. Nếu anh chị nào không muốn lặp lại sóng thì sửa nó đi. Nói em thu ở tầng 3 mà. Thì bây giờ mình sửa thành tầng 3 test đi chẳng hạn. Mật khẩu này mình đặt là gì cũng được. Nếu mà giữ nguyên cái mật khẩu của con gốc cũng được. Hoặc là đổi lại cái 1 đến 9 a còng cũng được. Đấy. Test. Đổi thành tầng 3 test xong ấn nút bên phải. Nó loát lại nữa là xong. Đợi nó loát xong một lúc. Đây này, nó báo mất sóng ở đây. Nó loát xong là nó khởi động lại mà. Anh chị ấn lại vào cái này. Về lại wifi. Chờ nó hiện lên cái tầng 3 test là xong. Ấn lên bật lại này. Vẫn chỉ ở tầng 3. Chưa hiện ra cái tầng 3 mới. À, nó vẫn là cái test à. Đấy, test này. Đã kết nối này, có internet rồi này. Đấy, như vậy là xong. Nếu chưa hình như là bên em quên chưa sửa cái tầng 3 test, để lại mỗi cái test thôi. Chết, test này, ok. Vậy cái test này là đã dùng được rồi nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.